Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ mái tóc nữ màu bạch kim hoặc màu vàng như thế này. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cục than liễu trước nha. Một cây than liễu. Than liễu nó có mấy hai mười mấy nghìn một hộp thì phải. Nó làm được từ cây cây liễu nó đốt đi hoặc là cây dâu tằm nó đốt đi. Đó. Các bạn mua nó về nhé, xong bẻ ra lấy một cái cục như này, đánh một lớp lèn lèn để tạo tạo ra một lớp lèn trước nha. Mục đích tại sao lại làm một lớp lèn này thì là tạo lớp lèn này, xong mình đánh cái than 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 bột vào ấy thì nó không bị đậm. Cái than bột sẽ bù vào những cái khoảng trống của than liễu này, nó không đậm. Nếu ta đánh trực tiếp cái than 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 bột lên ấy thì nó sẽ ăn ăn giấy rất kinh đấy. Ví dụ như thế này này, bạn để giấy trắng nhé, các bạn đánh cái than bột vào này đấy, nó đen xì luôn như thế này mà. Đó. Nó đen xì như vậy. Đây cũng chưa là đen nhất của cái than này đâu nha. Đây mình chỉ đánh qua để tạo cái phôi trước đây, cái nơm lèn trước. Các bạn đánh như thế nhá, đánh đánh nhìn đấy đấy các bạn. Sau các bạn đánh vào nấm lèn của than liễu, ta lấy cái than bột ta kiểm soát cho nó nhạt cái cọ đi nhá, nó đánh đánh ra giấy nháp cho nó nhạt nhạt bớt đi. Xong bạn đánh phủ một lớp nữa, lớp thứ hai lên cái than liễu đầu tiên, cái lớp đầu tiên ở mái này đó. Đấy các bạn thấy không, phủ một lớp than liễu lên xong rồi đánh một lớp bột lên, bột than bột lên ấy, thì nó sẽ không đậm như thế kia, nó chỉ đậm vừa phải thôi. Đó đó đó, ok nha. Đây các bạn cứ kiểm soát đánh như thế này cho mình. Các bạn nhìn thấy nó mịn dần không, nó mịn mịn hơn lúc đầu ta đánh than liễu không rồi. Ok nha. Đấy các bạn đánh ra giấy nháp này. Đấy, cái giấy nhỏ nhỏ là mình này làm nháp ạ. Kiểm soát cho nó màu không được đậm nhé, đậm vừa thôi, đậm vừa nhưng mà nó phải mịn, nó phải mịn. Đó. Xong đến lúc ta tỉa cái sợi tóc nó liền lạc cái sợi tóc lên đó, chỗ nào đậm thì ta đánh đậm lên một chút thôi nha. Sau khi ta đánh xong lớp lẻ thứ hai, ta lấy cái cây than Trung Quốc ấy, nó như cây bút ấy. À, các bạn nhấn nhấn nhá, nhấn những cái điểm đen của cái phần mái tóc, chỗ đen đấy nha, gọi là đen nhưng mà nó hơi hơi thôi. Ta không thể dùng cái bột than để ta đánh lên đây được thì ta dùng cái bút đó. Đó các bạn đánh cho nó đen đen hết cái phần đuôi 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 sau mái tóc đi. Đó, các bạn này dùng cái than Trung Quốc này ra đánh, ta đánh những cái phần giáp mặt cổ. Lúc cái than bột nó rất dễ rơi ra mặt. Bây giờ phần cổ trên bạn dùng cái than kia để kiểm soát cái phần đấy nhá. Vẽ than là nó rất bẩn á, rất dễ dây ra mặt và khó tẩy, mà nó nhem nhem lắm, nhem nhem nó xấu lắm. Bạn đã lưu ý. Ok chưa? Đó các bạn cứ phủ phủ và là đều đi thôi. Đều phủ xong đều thì ta mới bắt đầu lấy sáng nha, lấy sáng với cả để tỉa sợi tóc nhé. Đến phần tỉa sợi tóc này, bạn lấy cái cục tẩy các bạn cắt nhọn tẩy đi, xong lấy sáng phần lớn trước nhá. Các bạn có thể làm một cái lớp lèn ở
gần cái mái tóc màu bạch kim ấy, để cho nó nổi lên cái sợi sợi tóc trắng ấy, cái mái tóc trắng ấy. Để đánh nó lên nó đen đi đó. Nó lấy cái tẩy nhá, tẩy cắt nhọn này, lấy phần sáng sáng nhất, thật thật sáng sáng lớn ấy nhá. Mảng sáng lớn thì tao mới dùng bằng cái tẩy cắt nhọn thôi nhá. Xong tao lấy tẩy bấm cắt đi cho nó sắc đi, xong ta tỉa sợi này. Bạn tỉa như mình nhé. Đó các bạn là cứ tỉa sợi như thế này nhá. Ok chưa? Các bạn muốn làm mái tóc nó nổi bật hơn một chút nữa thì các bạn thể làm cái lèn nó tối đi để đẩy cái phần tóc cho nó đậm lên đi. Cho ao quên để đẩy cái tóc cho nó sáng lên, trắng hơn so với cái nền, thì là cái mái tóc nó sẽ thành màu bạch kim hoặc là màu vàng. Như bạn biết là cái bản xin này là tóc bạn nó màu vàng mà. Đó. Bạn tỉa tỉa to to cho nó đẹp lên nhá. Và đến đây cái mái tóc mình đã hoàn thành rồi đấy nhá. Và các bạn cứ làm như theo mình ấy thì sẽ vẽ được mái tóc màu bạch kim màu vàng thật đẹp. Và đến đây clip của mình đã kết thúc. Mong quý vị và các bạn cho mình một đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha. Cho mình xin một like. Nếu bạn thắc mắc gì hãy cho mình hãy bình luận ở dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời bình luận của các bạn. Bây giờ bye bye, chào mọi người nhé.